Hai các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách nhân giống cây tần lá dày cũng như cái cách giữ giống của cây tần lá dày vào mùa đông. Rất là đơn giản và dễ dàng như sau. Thì thường vào đầu xuân á, mình sẽ đến nơi bán cây giống Việt Nam, mình mua một cái chậu cây tần lá dày nhỏ như thế này, phải không các bạn? Nhưng khi mà mua về, các bạn khoan hãy trồng cây chậu tần lá dày này xuống đất, mà các bạn có thể nhân giống thêm cho cây tần lá dày bằng cái cách đơn giản và dễ dàng như sau. Đó là các bạn sẽ bẻ một nhánh tần lá dày trên cái chậu tần lá dày nhỏ mà các bạn mua đó, thì cái nhánh to nhỏ tùy theo cái chậu các bạn mua đó. Sau đó các bạn chỉ việc cắm cái nhánh tần lá dày này xuống đất, vậy là xong đó các bạn. Vài tuần sau các bạn sẽ thấy cái nhánh mà các bạn cắm xuống đất nó sẽ ra một cái cây mới. Thì cây tần lá dày có cái thân mọng nước, nó giống như cây mồng tơi vậy đó các bạn. Thành ra với những cái cây mà có thân mọng nước rất là dễ nhân giống bằng cái cách đơn giản này. Cũng như bây giờ các bạn thấy cái cành tần lá dày này nó hơi dài, thành ra là với cái nhánh tần lá dày này mình có thể nhân giống lên thành 3 cây luôn đó các bạn. Nhưng mà thôi, mình không muốn, mình chỉ muốn nhân giống lên thành 2 cây thôi, thành ra mình cắt làm 2. Còn nếu mà bạn nào muốn làm 3 thì các bạn cắt làm 3. Sau đó chỉ việc cắm cái nhánh tần lá dày các bạn mới vừa cắt, cắm xuống đất và tưới nước giữ ẩm mỗi ngày thì nó sẽ lên cho các bạn một cây tần lá dày mới. Và cây tần lá dày thật sự rất là dễ trồng, nó phát triển rất là dễ dàng. Về phần đất thì mình sử dụng đất garden soil, mình trộn thêm bismuth để cái phần bismuth nó giúp cho cái đất nó giữ ẩm. Và khi mà mình nhân giống bằng cách này thì cây tần lá dày cái thân nó mọng nước, nó cần cái đất giữ ẩm nhiều hơn để giúp cho nó ra rễ mau hơn và nó sẽ phát triển thành một cái cây mới mau hơn. Cũng như bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cái đất để mà mình nhân giống cây tần lá dày cho các bạn xem. Thì các bạn thấy đó, cái tay mình đang sờ vào những cái phần nâu, màu nâu nâu đó là cái bismuth đó các bạn. Cái quan trọng để giữ đất luôn luôn ẩm lâu hơn để cho cái cây tần lá dày nó phát triển rễ dễ dàng hơn. Đó. Và bây giờ các bạn thấy cái việc nhân giống tần lá dày rất là đơn giản phải không các bạn? Chỉ với một cái chậu nhỏ tầm khoảng 4 đồng thôi mà bây giờ mình có thể nhân giống ra thành 3 cây, 2 cây trong cái chậu này và 1 cây trong cái chậu nhỏ mà mình mua lúc ban đầu đó. Thì cũng như các bạn thấy, mình đang tưới nước giữ ẩm cho cái nhánh tần lá dày mình mới vừa cắt, và mình sẽ tưới nước mỗi ngày như vậy để giữ cái đất nó luôn luôn ẩm trong thời gian đầu để giúp cho cây ra rễ mau hơn. Và tần lá dày các bạn biết không, khi mà nó ra rễ, nó bén rễ rồi, nó phát triển rất là nhanh, nó sẽ phát triển thành một lùm to, rất là tùm. Thì tần lá dày trong nhà mình á, mỗi năm mình thường hay nhân giống nhiều bởi vì nó có rất là nhiều công dụng các bạn. Mình lúc nào mình nấu canh chua mình cũng phải bỏ tần lá dày vào hết nè. Rồi canh cá, canh diêu hồng gì mình cũng cho tần lá dày vào, mùi rất là thơm và rất là dễ chịu. Và ăn cái này cũng rất là tốt cho sức khỏe các bạn. Hoặc là khi mà nhà mình có bệnh cảm hay là cần xông hơi hay là bệnh ho thì mình cũng có thể sử dụng cái lá tần lá dày này để mà mình chưng với mật ong mình ăn để mà mình trị ho. Thành ra cái tần lá dày này rất là nhiều công dụng và nhà mình sử dụng rất là nhiều, thành ra là năm nào mình cũng nhân giống nhiều lắm, mình trồng khắp mọi nơi luôn và nó phát triển rất là tươi tốt. Các bạn có tin không, một nồi canh chua của mình có thể hái cả bụi luôn các bạn, bởi vì khi mà có tần lá dày vào mình rất là thích, thành ra là mình ăn nhiều lắm đó. Cũng như bây giờ các bạn thấy ở một nơi khác mình trồng, mình cũng gắm một cây và bây giờ nó phát triển bự như thế này nè các bạn. Đó, nhiều khi đi tưới nước đi ngang qua, mình thích cái mùi của nó, mình chỉ lấy cái tay mình bẻ cái lá mình hửi thôi mà mình cũng cảm thấy cái tinh thần mình rất là thoải mái và dễ chịu đó các bạn. Và các bạn biết không, tần lá dày không có sống qua được mùa đông ở Houston nha các bạn. Khi mà mùa đông xuống tầm khoảng 30 độ là có thể luộc chín cái cây tần lá dày rồi. Thành ra khi mà vào khoảng cuối thu hoặc là đầu đông á, là mình lật đật mình đi ngắt những cái nhánh tần lá dày trong những cái bụi tần lá dày to như thế này, mình cắm vào một cái chậu nhỏ và mình tưới ẩm mỗi ngày, và khi trời lạnh mình đem cái chậu này
mình đem vào gara hoặc là mình đem vào greenhouse để mà mình giữ giống cho năm sau đó các bạn. Đó là cái cách giữ giống từng lá dày của mình, để mỗi khi mà đầu xuân đến thì mình sẽ có những cái chậu từng lá dày nhỏ và mình đem ra ngoài mình trồng xuống đất để mình tạo thành rất là nhiều bụi từng lá dày lớn. Và cứ mỗi cuối thu hoặc đầu đông mình lại tiếp tục mình làm như vậy. Mình ngắt một cành khác, mình cho vào chậu nhỏ và mình đem vào gara hoặc là greenhouse để cho nó tiếp tục nó phát triển và nó ở trong đó, và đầu xuân mình lại đem ra. Cứ thế thành ra là hầu như mấy năm nay là mình không có tốn tiền mua cây giống từng lá dày vào mỗi đầu năm hết đó các bạn. Nhà mình lúc nào cũng có từng lá dày hết. Thậm chí năm vừa rồi mình cắm vào một cái chậu lớn mình để trong greenhouse, thành ra vào mùa đông á, nhà mình ăn canh chua hay là bị cảm lạnh vào mùa đông á, thì ai không có từng lá dày vào mùa đông chứ, nhà mình lúc nào cũng có hết. Mình hy vọng với một chút xíu chia sẻ nho nhỏ của mình sẽ giúp cho những bạn nào có cùng sở thích với mình, đó là thích cái mùi của tầng lá dày, thích ăn tầng lá dày, thì các bạn có thể biết được cái bí quyết để mà mình lúc nào cũng có những cây tầng lá dày ở trong vườn của mình, thậm chí vào mùa xuân, mùa hè, mùa thu hay mùa đông, bất cứ khi nào mình cần tầng lá dày thì trong nhà, trong vườn của mình đều có hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Bye!